Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay giao lưu với bạn Tùng Đọt Đỏ của shop tụi em nha. Tùng Đọt Đỏ nha. Đó, không quay đọt hồng, giờ nay tới đọt đỏ nha anh em. Đó, cây này cây ghép nha. Đó, ghép vô gốc Đài Loan luôn. Đây, quay cận cảnh cho anh em xem. Đó, chuẩn bị có giống bán trên thị trường nha anh em. Đó, tụi em đang làm giống thôi. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Tùng này anh em mua trên mạng là không có đâu nha, không có nhiều đâu. Đó, thời gian sau sẽ có giống bán ra thị trường cho anh em, giá cực kỳ hữu nghị cho anh em chơi thôi. Đó, đây là cái cây mẫu. Đó, quay cây mẫu cho anh em xem. Ghép vô gốc Đài Loan nha anh em, cây này ghép gốc Đài Loan nha. Đó, một bán chỉ có ghép cành hoặc dâm cành nha. Đó, này trên thị trường là chưa có nhiều nha anh em. Đó, khi nào có giống em sẽ đăng lên cái kênh của em. Đó, số lượng của nó cũng không có nhiều. Bây giờ có mà giá cực kỳ cao. Giờ cây ghép giá cao lắm nha anh em, tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Cây cao khoảng 2,5 tấc, cây ghép luôn nha, chứ cây ghim thì không có giá đó luôn nha anh em. Đó, Tùng Đọt Đỏ đây. Rồi, anh em xem thấy hay cho em một like, một đăng ký nha. Nhấn vào kênh ủng hộ em nha. Bonsai TG, Bonsai Tiền Giang. Rồi, chào tất cả anh em.